Mấy bạn ơi, ăn Tết có vui không? Còn tôi, héo queo à, tiền thì không có, gái thì cũng không, xe cũng không có cái để chạy. Suốt ngày cứ lững tững trong nhà, chỉ biết chạy ra, chạy vô, hửi này, hửi nọ, gặp cái giống đách gì cũng hửi. Mấy bạn thấy tôi không? Tôi đang hửi cây bông nè. Cái bông này là bạn ngày Tết của tôi á. Bình thường sao thấy nó thơm, bây giờ giống như tiếng bơm hơi xì. Tôi nói nó nản gì đâu luôn. Chúc các bạn Tết vui vẻ nha. Tôi trùm mình đi ngủ đây. Thanh Lòng Tiên, Happy New Year Bính Thân 2016. Đơn giản thôi ha.